kính chào các bác. Hôm nay hàng mới về được một ít. Giới thiệu các bác cái lô đẩy này. Cái lô đẩy DC. Nó thật là đẩy DC dễ hiểu bởi vì nó giống như kiểu dáng tổ chức chúng ta được. Em có một lô DC các bác nhé. Thì nó giống y chang luôn, nó không khác một cái gì cả. Kiểu dáng nó y chang, nó chỉ khác một cái là dùng mặt phay nhôm thì nó đẹp hơn và công suất nó lớn hơn. Thì cái con này nó công suất nó bằng cái con Hao là A1000, là công suất là 800W một kênh các bác nhá. Đấy, 800W một kênh chạy mạch class H. Y như cái con Hao luôn, không khác gì cả. Mạch y chang luôn. Không khác một cái gì. Các bác có thể lên cái bài của em mà nói về cái con đẩy Hao á thì chúng ta xem cái con đó. Thì số lượng em về đây là hơn 60 con. Đây, các bác nhìn thấy này. Đây, hơn 60 con nhá. Đấy, hơn 60 con. Thì các bác để ý, nếu các bác nào mà để ý á thì phải biết ngay là sắp này em làm rất là nhiều dòng mạch class H. Rất là nhiều luôn. Đấy. Cái lý do vì sao mà em lại hay làm mạch class H vậy thì em cũng tiết lộ luôn cho các bác. Đó là trong em là người buôn bán và làm khá là nhiều đẩy rồi. Hầu như đẩy nào em đã làm qua. Và đến khi em làm đến mạch class H thì đó là cái đẩy mà em thấy ưng ý nhất. Thứ nhất, ưng ý ở đây đó là độ bền bỉ của nó. Hầu như tất cả những lô mà đẩy class H em mua về hầu như không có nào bị hỏng. Đó là một cái điều không biết là xác suất hay không nhưng mà hầu như là không, em mua rất là nhiều lô rồi. Hầu như mạch class H em mua về không bao giờ có con nào bị lỗi. Đó là minh chứng cho một điều đó là nó rất là bền bỉ. Đấy, rất là bền bỉ luôn. Đây các bác nhìn này. Họ sử dụng bên họ thì họ không có xuất xuất đồ như bên ta. Đấy, các bác nhìn thấy không? Bụi rồi, bác nhìn thấy bụi này. Đấy. Hầu như các họ sử dụng cả năm trời họ không hề vệ sinh. Họ không hề vệ sinh và bụi đã bịt kín tất cả các loại thông gió này. Tất cả các loại thông gió này. Nhưng con đấy này nó vẫn rất là ổn định và chạy rất là ok. Mà không hề một lỗi lầm trong cả một cái lô này. Các bạn lấy để DC cả trăm con, chắc chạy được người khác cả hàng trăm con. Nhưng mà chưa bao giờ cái để DC cả cái lá hát nào mà nó bị lỗi. Đó là một cái điều mà rất là tốt. Và phải nói là gây hiếm hiện trong hiện nay. Nhưng người dân Việt Nam ta như em đã biết, thì chúng ta cũng đặc biệt là biết đó là đều muốn cái gì đó ăn chắc mặc bền. Đúng không ạ? Cái gì cũng vậy. Như các bác đi mua ô tô thì luôn luôn nói là phải mua ô tô Toyota. Và xe máy thì cứ mua Honda mà dùng, đúng không ạ? Thì cái con đẩy này cũng vậy. Em khuyên các bác nên cứ dùng mạch class. Nói chung là mạch class H nó cực kỳ hay mà nó bền bỉ. Cái mạch class này nó có một điểm mạnh, nó là nó rất là mát, nó không hề nóng. Nó không hề nóng như những dòng mạch thường. Nó không hề thiết kế nhiều sò để hầm hố như những con đẩy thường, mạch thường bây giờ. Những đẩy mạch thường bây giờ nó rất là nặng. Phải dùng là vài chục kg và sò và dày đặc ở đây, nhưng hiệu suất nó không ra được bao nhiêu cả. Công suất nó đánh rất là kém và tạo ra tiếng bì của loa. Đấy, đặc biệt là cái âm tép khi chúng ta hát nó rất là bí. Đó là một cái điểm yếu của những dòng mạch thường mà không có được cải thiện được. Thì đối với những mạch thường á, thì nó vẫn có những chỗ đứng của họ, riêng họ đó là chúng ta vẫn không thể bàn cái. Thì những mạch thường chúng ta có thể đánh súp được. Đánh súp cũng rất là ok. Đấy. Giá thành nó rẻ. Một, bởi vì đánh súp không cần cái âm sạch và sáng lắm. Thì chúng ta đánh súp thì giá thành cũng đẩy nó khá là thấp. Đấy. Thường những dòng mạch class đây nói riêng thì nó rất là hay. Tất cả dòng mạch class đây họ đều sử dụng những tụ nhôm các nhá, những tụ nhôm. Và bác này rất là sử dụng rất là nhiều tụ nhôm luôn. Và những dòng mạch vị dán bây giờ thì tôi những dòng mạch vị dán bây giờ em bắt em đẩy thì em hầu như là em cả năm nay em không bao giờ em làm mạch thường nữa. Và tất cả đều là mạch class và đặc biệt là những dòng vị dán em để càng làm nhiều. Đó là chất lượng âm thanh của nó xuất ra rất là sạch và hay. Đấy. Thì với những con mạch class này á, class hát nói riêng thì hầu như là không bao giờ phụ tụ. Tôi không biết là em đã lấy hàng vài trăm con về bán nhưng mà chưa thấy phụ tụ cái tụ này phụ bao giờ. Không biết là cái lô em nó hên xui hay là sao. Nhưng mà em chưa gặp một cái lô nào mà bị phụ tụ hết. Tất cả tụ này đều rất là đẹp. Đẹp như mới các bác. Mà đồng đẩy đã sử dụng rất lâu rồi. Họ đã sử dụng rồi. Đấy, họ đã sử dụng rất là lâu. Đây các bác thấy bụi này. Đấy, bụi rất là nhiều. Đặc biệt là cái con đẩy này. Nó cũng may cái là họ nó có một cái lớp màng. Đây, có một cái lớp màng trong này. Nó ngăn bụi lại cũng như vậy á. Chính cái vậy họ lọc bụi toàn bộ đây. Vào trong đây là bụi sạch. Không nhiều bụi lắm thì tất cả mạch linh kiện đã hầu như sáng như mới. Đều sáng như mới các bác nha. Đấy, đều như là gần như sáng như mới hết chúng ta. Chỉ có gọi là một chút bụi đây. Long quang là không nhiều bụi lắm thì đương nhiên chất lượng em đây chưa vệ sinh nhé. Cái này em chỉ cần xịt bụi một sơ qua một cái thôi thì con này gần như là nó sáng như mới khi cho bác mới mua bóc thùng luôn. Đấy, rất là đẹp. Mặt phay nhôm. Đấy, mặt phay nhôm sáng quắc. Cái lô này có thể nói là nó đẹp gần như là như theo em đánh giá này có thể tầm 98-99% cũng có thể nói được.
Bởi vì sao? Bởi vì cái con này chỉ cần vệ sinh một chút thôi, lau chùi đi một chút thì nó gần như đẹp như mới. Tôi bác tất cả các tai thì chưa, hầu như là chưa bị cong luôn. Đấy. Mặt đều trong quắc. Đấy. Chất lượng cơ thể nó gần như là hoàn hảo các bác nhá, cái lô này. À, hơn 60 con. Hơn 60 con. À, với giữa công suất này là 800 W một kênh ở 8 ôm thì bác hoàn toàn có thể chơi được 2 đôi 40. Đấy, hoàn toàn phải chơi được loại 2 đôi full 40 thoải mái. Cho gia đình chúng ta thì con này sẽ dùng rất là ok. Thứ nhất vừa đẹp, vừa bền nữa mà lại vừa hay. Đó là một cái điều điểm mạnh của máy Calat đem lại cho chúng ta. À, thì bác đã rất là thích những dòng đẩy V3. Những dòng đẩy V3 tính là rất là hay. Đấy, đầu như là phát cuồng. Nhưng đẩy V3 có một điểm yếu mà em đã phải bỏ cuộc. Đó là hầu như là nó rất là hay hóng vặt mà không có cách nào để mà sửa được. Em cũng có thể nói là tất cả dòng đẩy bên em đều có thể sửa được hết, nhưng mà B3 là một con quái đảng và nó sửa sau nó lại hóng lại và hầu như là suốt ngày để bảo hành và khách hàng của phần nào chán nản thì đó phải B3 nó có một điểm yếu rất là lớn, chất âm nó cũng rất là hay rồi, nhưng khi mà làm đến những mạch dòng mạch Calat thì em thực sự đã bị thu hút. Chúng ta dùng những mạch Calat này, thứ nhất là chất âm nó hay như B3 nhưng mà độ bền thì phải nói là cực kỳ tốt, mát hơn B3, bền hơn B3 và đặc biệt nó ổn định hơn. Trong những điều kiện là điện không ổn định chúng ta vẫn sử dụng tốt, không hề lo cái vấn đề là bị tụt dòng hay là bị hỏng về phần nguồn. Đấy. À, những con đẩy này hoặc sử dụng lâu, nhưng mà các bác để ý những cái phần quân tụ của nó, quân tụ đây như là nói những con tụ lọc nguồn nó không hề phù, có nghĩa là nó độ cân bằng điện thực sự rất là tốt luôn, tất cả đều rất là tốt, không được hoàn hảo, nên không để chê được một cái gì. Ở con đẩy này đây, một lô đẩy cần nói đây. Thì cái phần tín hiệu đằng sau nó cũng giống như con đẩy, như em đã nói con đẩy Howl A1000 ấy. Thì phần sau nó cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ có thiết kế như những cái cần thiết thôi. Thì nó cũng có một rắc dây nguồn, dây le, câu chì. Đấy, hai tín hiệu ra của bằng cổng Nitric và hai cọc. Đấy, thì đó chúng ta sẽ đấu vào cọc đây và đấu vào bằng Nitric cũng được. Chúng ta tùy, mỗi người một thích như nào để thích. Đấy, cắt tờ số thấp và những cái chức năng nghe đấy thì cũng không có gì. Đây là tín hiệu vào. Bác để ý có một cái điều, các bác để ý này, khi những nhiều người mà chưa kinh nghiệm khi đấu đẩy ấy, thì các bác cứ để ý đây, em để cho các bác xem. Thì nếu các bác mà đi găm đẩy thì các bác để ý cứ con đẩy nào mà có hai móc sắt đây có nghĩa là tín hiệu vào từ vang xuống, thì chúng ta sẽ cắm vào ưu tiên hai cái móc sắt này trước, hai cái rắc mà có móc sắt này trước. Còn hai cái cổng mà đây là gọi cũng đực này, đây gọi cũng cái này, cái lỗ này gọi cũng cái, các bác hiểu không? Có cái lỗ là cái, loài ta là đực, thì nghĩa là chúng ta cắm vào đây, cắm đực vào cái, đây là đực, đây đực nhá, cắm đực vào cái, có nghĩa là từ trên vang xuống nó sẽ là cái, xuống nó đực lên đẩy rồi là đực, thì cắm đực vào cái, đấy. Còn từ cái đây, từ đực đây, để người ta dùng một cái tắc cái cắm xuống rồi đẩy tiếp, ta lại cắm từ cái tắc này xuống cái tắc này tiếp, nghĩa là ta đã đánh linh, nghĩa là ta đánh tiếp của đẩy nữa, đánh nhiều đẩy ta đã đánh chục đẩy thì ta cứ cắm vậy thôi, cứ cắm từ đẩy này xuống đẩy kia, đấy, có thể đánh cả chục đẩy hay đánh bao nhiêu tùy các bác. Đấy. Đó là một cái kinh nghiệm chúng ta để ý. Có nhiều người người ta cứ cắm ở đây, cuối cùng cứ cắm cái rắc này xong cuối cùng lên cắm vang, để cắm có hai đầu mà đầu cái không cắm cái vang không vừa nữa, thì đó chúng ta lưu ý cũng không có gì khó cả đâu, nhưng mà nhiều người không biết sử dụng này rất là lơ ngớ. Đấy thì đây để nó cứ lô đẩy, các bác nhìn này, những cái tay này sau nó thầy chưa bị cong, hoàn hảo, nó cực kỳ hoàn hảo. Bọn em đã vận chuyển rất là cẩn thận và kể cả xốp bọc rất là nhiều luôn. Rất đẹp luôn. Thì cái giá em đưa ra ở cái con này đó là 4.300.000 đồng một chiếc các bác nha, 4.300.000 đồng một chiếc cho một em chạy này Calat H và công suất là 800 W một kênh. Có thể nói là cái thời điểm mà giá cả thị trường vào gần dịp Tết rồi đã bị đẩy lên rất là nhiều, nhưng mà cái giá em bán ra như thế này là quá là đẹp, thực sự các bác luôn. Bây giờ là nếu mà tính là tháng âm là bây giờ là 11 rồi. 11 là các bác phải biết là tháng cao điểm nhất trong những cái dịp Tết thì chúng ta buôn bán âm thanh. Và kể cả những cái tất cả các lượng hàng nó khá là khan mà giá rất là cao. Thì các bác biết đấy, những cái dòng đẩy này cũng nằm trong cái vòng quay đó thì tất cả đã bị đẩy lên. Nhưng mà em sẽ cố gắng giữ giá cho các bác. Đấy, không đẩy lên hoặc là vẫn bảo vệ người tiêu dùng chúng ta. Đấy, chúng ta dùng em cảm thấy có công thì em sẽ bán thôi, chứ còn không phải là cứ bắt buộc phải đẩy lên cho mọi người. Ai đẩy lên thì đẩy, thì em cứ giữ giá cho các bác nhé. Thì giá vẫn là 4.300.000 như những lần trước. Trước thì em cái lò hào trước mình đã bán nhiều nhỉ? Lò hào xưa bán nhiều nhỉ? Đấy, hồi lò hào xưa em bán là 4.500.000. Mà cái mặt của nó là mặt sắt thôi, không được mặt phanh nhôm thế này đâu.
mà công suất bây giờ con DC này 98S này nó công suất như bằng một như con hao đấy, như con hao và đẹp hơn mặt hai nhôm. Em lại bán thấp cho các bác thêm được những 200.000 đồng một chiếc đèn bác nha, thấp hơn cho các bác được 200.000 đồng một chiếc, rất là đẹp luôn, nó cực kỳ đẹp. Bác thợ nào mà làm dòng này thì alo em nhé, nhiều bác thợ nào mà muốn làm cái dòng này thì alo em sớm. Thì những dòng mạch lát hát thì nó không có đồ sộ như đã nói rồi, nó không quá phải là to hay là nặng hay là cầu kỳ về những cái linh kiện gì cho nó hầm hố, đó là một cái gì đó có là lạc hậu ở những con đấy mạch xưa thời xưa và những con mạch mà bình thường ấy thì có là nặng và hầu như những người làm sự kiện rất là khổ, muốn bê bưng đi cũng rất là khổ, và đặc biệt là nó sinh ra nhiệt rất là nhiều luôn, nó càng nhiều sò nó sinh ra càng nhiều nhiệt, các bác để ý nó cắt rất là nhiều sò, những con nó cả 40-50 sò, 60 sò một con thì nó sinh ra nhiệt rất là lớn, và đặc biệt khi mà chúng ta dùng gia đình cũng không dùng được, mà chất âm hầu như không hát được, hát rất là kém luôn, chất âm mic rất là tối. Đấy, thì cái mạch class này nó đã cải thiện tất cả những cái điểm yếu đó của những con mạch đẩy thường của chúng ta rồi. Đấy. Thì con mạch này nó không nhiều sò, con này nếu các bác muốn đếm sò thì các bác cứ đếm cho em những con chữa đây, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không ạ, nằm ở dưới 5 là 10, bên này là 10 là 20, đó là 20 sò. Mạch class mà 20 sò là nó số lượng khá là lớn rồi đấy, không phải ít đâu. Các bác để ý những con đẩy class, những kể cả những con đẩy mà công suất 1500W để class TD á, 1500W một kênh, nếu cô chỉ dùng đến 16 sò thôi, mà con này nó là 20 sò, nó khá là cao và mạch class nó không cần nhiều sò các nhá. Không quan trọng tới là tối ưu công suất, nó giống như những cái chiếc iPhone vậy, họ không đu theo Samsung ở cấu hình của chi như vậy, các bác thể hiểu vậy nôn na như thế cho dễ hiểu nhé. Thì họ quan tâm đến cái hiệu suất làm việc và cái đồng bộ ở các mọi linh kiện với nhau để tạo ra sự bền bỉ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, mạch rất là sáng. Đấy, cực kỳ sáng. Đấy, rất là sáng. Các bác nhá. Thì giá em báo các bác đấy, số lượng là hơn 60 con, gần 70 con đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì alo em. Giá em bán công khai là 4.200.000 đồng một chiếc cho một yên phay nhôm là công suất 800W một cây. Để các bác nhá. Chào, hẹn gặp lại những clip sau.